Cuộc gì? Cuộc ruộng à? Đấy, để có đông đông vậy, để tí này xe qua chơi. Con lại 3 tháng rồi. Ba người anh em là quốc à. Đi lấy có. Hai thằng kia là đi phun, đi bơm nước tưới cỏ. Bây giờ trời nắng quá mà không mưa, trong cỏ nó héo quá, bơm nước đi tưới. Bây giờ ba anh em mình đang quốc quốc cùng lại một đông để xe này vô chở chiều là đi trong tiếp. Gà ruộng bên kia là thu. Cuộc xung quanh nhà con. Đó, bọc bọc lên nè. Khi mà ra giờ mình có dòng cắt cắt một miếng miếng cắt là bỏ vào hồ trong công việc làm gần một tháng rồi. Không biết ông chủ trả tiền không? Anh thu hay làm cho người ta hay làm không cho người ta ai muốn làm vay cho anh thu nó làm một tháng được không cần tiền. Chưa được một tiếng nha, gần đây xe rồi. Bây giờ chỉ chạy xuống bọc thôi, nghỉ người thôi.